Ê, dừng máy nha. Chạy đây, chạy đây. Xin chào mọi người nhé, chào mọi người đã đến với kênh thợ săn biển cả nhá. Thì hiện tại bây giờ thì anh em mình đã thả lưới xong rồi rồi. Đây rồi, đây là cái khoảng chứa lưới này thì đã thả ra và hết lưới nhỉ. Phía xa kia là cái khoảng chứa dây tơi nhá. Thì có hai chiếc giả cao Quảng Ngãi là thì đang có đến chắn giả là không có ló kéo vào lưới của tàu mình nhá. Thì tàu mình thả lưới từ hồi lúc 5 giờ tối nhá. Thì bây giờ đã 6 giờ thì bây giờ thả lưới đã xong rồi nè. Phía xa kia, nhìn xa xa kia toàn là giả cao cả các bạn ạ. Ngày hôm qua thì đánh không có giả đâu, thì ngày hôm nay thì giả ở đâu kéo đến rất đông luôn. Dạ đông các bạn ơi. Rồi đang chạy đấy để chặn, không nó kéo vào lưới là thiệt hại hết tài sản của mình nhỉ. Tại bây giờ thì chỉ có là 5 giờ mà mặt trời đã lên chói chang rồi các bạn. Đấy, mặt trời lên rồi. Đó, 6 giờ thôi nè. Ngày hôm qua tàu mình thì đánh lửa vàng lưới thì đánh đâu được hơn 2 tạ mực đấy các bạn. Có được hơn 2 tạ cá. Thì lúc tối đã nhập mực cô được hơn 2 tạ mực. Bán mực sống. Các bạn này, hai chiếc giả này. Đang con kéo rồi. Đó là kéo vào lưới rồi. Biểu họ tao quả nó lại giả mà nó không lại giả. Nói nó mà nó là kéo vào lưới rồi mà còn chưa lại giả này. Tao đây tao già Quảng Ngãi rồi. Mẹ ai mà đuổi tổng thế.
các bạn ạ, đây là, của nó là chiếc thứ hai, làm nó một tàu này thì nó có hai một tàu thì nó sẽ một kéo đôi giả lại sẽ lại làm một đôi giả kéo nhá, gồm hai tàu nhá, đang chạy đến tàu nhỏ là để nói rồi. Lại ra đây, bỏ lưới đâu, chết chạy mày luôn, bỏ lưới đâu, chết chạy mày luôn, lại, lại ra đây, lại ra, mày này, bỏ lưới đâu, mày mày ra, lại. Lại ra đây. À, tao biển số đây là đây. Mình đang mà chơi được lơ, tao mà ổ hắn mình ở. Chạy vào đây, quay nhanh. Có quẹt biển số rồi. Các bạn là nó đang còn lại già đấy. Dược mấy nhau. Ê, dược mấy nhau. Chạy đây, chạy đây. Đang già dược mấy nhau. Chạy đi. Lấy gái đây, lấy gái đây. Chạy đi, thả dài ra được. Có biển số rồi. Các bạn là nó vừa đang còn lại giảm. Nó đó phải chỗ thẳng luôn luôn. Ừ. Chỗ. Cái đồ chơi thắng luôn, tao chắc. Tao đi cái bé chạy bớt ra đây có ăn rượt chứ. Đo là đây mình chạy cả một cân rồi lấy nữa rồi. Đó nó đang còn lại giả các bạn ạ, thì nó đã kéo vào lưới rồi. Nhấn mạnh vào hiện tại bây giờ chúng tôi đánh dấu xong rồi, các bạn nào thì nó là đang còn lấy giả xong rồi. Ở giả đây luôn, cái xã kia toàn là giả hơn 3-4 đôi thì tàu giả.